xin chào các bạn. Nhân ngày Valentine thì mình xin chúc cho tất cả các cặp tình nhân sẽ có một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc. Và các bạn FA ơi thì cũng đừng có buồn nhé, bởi vì chúng ta còn có bản tin Hi News nữa. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tới với bản tin công nghệ của ngày hôm nay thôi. Xiaomi ra mắt Mi 10 camera 108MP giá từ 572 USD. MacBook Pro 16 inch tân trang giá bán hấp dẫn. 3 mẫu smartphone sắp ra mắt của Sony. Concept iPhone 12 với tính năng độc đáo. Samsung Galaxy S9 và S9 Plus cập nhật Android 10. Chỉ sau một ngày Galaxy S20 được ra mắt thì nhà sản xuất Trung Quốc là Xiaomi cũng đã giới thiệu mẫu điện thoại là Xiaomi Mi 10 của mình. Và chiếc smartphone mới này cũng được Xiaomi trang bị những công nghệ mới nhất đã từng được công bố trước đây. Theo đó, đây là chiếc smartphone cao cấp mới nhất của hãng. So với phiên bản tiền nhiệm thì Mi 10 sẽ có nhiều thay đổi về thiết kế. Cụ thể, mẫu máy này được sở hữu màn hình đục lỗ phía trước có kích thước là 6.67 inch Full HD Plus, tấm nền AMOLED tần số quét là 90Hz. Mặt lưng của thiết bị được trang bị hệ thống 4 camera sau đặt dọc, trong đó một camera chính có độ phân giải 108MP, ống kính góc rộng 123 độ, ống kính tele 2MP và camera macro 2MP. Cấu hình của máy bao gồm chip Snapdragon 865, RAM là 8GB hoặc là 12GB, sở hữu viên pin có dung lượng 4780 mAh, tích hợp công nghệ sạc nhanh 30W. Bên cạnh đó thì sản phẩm này cũng có hỗ trợ sạc không dây 30W. Gian hàng tân trang của Apple là một trong những sự lựa chọn không tồi nếu như bạn muốn sở hữu một sản phẩm của nhà táo khuyết với mức giá rẻ hơn vài trăm USD mà chất lượng của những sản phẩm này vẫn được đảm bảo. Và mới đây thì Apple đã đưa chiếc MacBook Pro 16 inch của mình vào gian hàng này với giá bán giảm 360 USD. Và tất nhiên, chiếc MacBook Pro 16 inch hàng tân trang này được trang bị bàn phím cải tiến mới nhất, chứ không phải là bàn phím Butterfly gây nhiều rắc rối trước đây. Với việc tiết kiệm được khoảng 360 USD thì bạn hoàn toàn có thể mua thêm một chiếc tai nghe AirPods Pro hay thậm chí là một chiếc iPad. Điểm hạn chế duy nhất của gian hàng tân trang đó là bạn sẽ không có nhiều sự lựa chọn, có thể phiên bản cấu hình bạn mong muốn sẽ không còn. Và tất cả phụ thuộc vào việc những thiết bị nào sẽ được gửi trả lại Apple. Nhưng cho đến nay thì MacBook Pro 16 inch mới nhất có vẻ như là sản phẩm đáng chú ý nhất trong gian hàng tân trang của Apple. Trước đây, các báo cáo đều cho biết Sony đã chuẩn bị ra mắt các mẫu smartphone tại Đại hội Di động Thế giới MWC 2020. Dẫu vậy, cho tới tận bây giờ khi mà MWC 2020 đã bị hủy thì những thông tin về những chiếc smartphone này vẫn khá là hiếm hoi. Theo đó, dự kiến sẽ có 3 mẫu smartphone sắp ra mắt, một phiên bản cao cấp gọi là Xperia 5 Plus, một thiết bị tầm trung là Xperia 9 dùng chip Snapdragon 765 và một flagship Xperia 1.1. Trong đó, chiếc flagship Sony Xperia 1.1 có thể trang bị camera chính 12MP, camera zoom là 64MP và camera góc siêu rộng là 12MP. Và cuối cùng là cảm biến 3D TOF. Điều thú vị là 2 hoặc thậm chí là 3 trong số 4 cảm biến camera sẽ được sản xuất bởi Samsung chứ không phải là Sony. Còn chiếc Xperia 9 đã được chia sẻ trên các trang mạng qua các hình ảnh render thì nó có thiết kế 3 camera xếp dọc mặt sau và các chi tiết cấu hình về Xperia 9 cũng rất là khan hiếm. Chỉ biết rằng nó sẽ dùng chip Snapdragon 765. Vậy còn các bạn có mong đợi điều gì đối với những mẫu smartphone của Sony sắp tới hay không? Hãy để lại ý kiến phía dưới phần bình luận nhé. Mặc dù còn tận 7 tháng nữa thì Apple mới công bố dòng sản phẩm iPhone mới 2020 của mình, tuy nhiên đã có một concept mới nhất về bản iPhone 12, sẽ có những nâng cấp về thiết kế dựa trên những sản phẩm hiện tại và sẽ được trang bị những công nghệ độc đáo nhất. Theo như bản thiết kế thì iPhone 12 sẽ trang bị viên pin 4150 mAh, màn hình tràn viền 5.8 inch và không có tai thỏ, sử dụng tấm nền OLED Retina Display và được trang bị cổng kết nối Type-C, camera trước thò thụt tích hợp mắt chiếu để sử dụng tính năng trình chiếu nội dung, mặt sau trang bị 3 camera sau với vị trí xoay ngang thay vì dọc như các thiết bị hiện tại và phần khung viền nam tính hơn với các đường cắt diamond. Và đối với tính năng Projection Mode thì sau khi kích hoạt thiết bị sẽ được cung cấp cho người dùng một màn hình hiển thị ở phía trên và bộ bàn phím ảo sử dụng để gõ văn bản hoặc một số phím chức năng khi chơi game. Sau 3 ngày chờ đợi thì người dùng Galaxy S9 và S9 Plus tại Việt Nam cuối cùng cũng đã nhận được bản cập nhật Android 10 giao diện One UI 2.0 có dung lượng là 1.7GB cùng với đó là bản vá bảo mật Android tháng 1 năm 2020. Kiểm tra nhanh giao diện camera sau khi cập nhật One UI 2.0 thì bố cục các bàn phím chức năng đã được điều phối lại gọn gàng hơn và ngoài màn hình khóa thì có thêm tùy chọn màn hình khóa động. Ngoài ra còn được cập nhật thêm một số tính năng như chế độ tối này, tinh giản tương tác, tiện ích số, đặc biệt là phần camera đã thêm khả năng sửa các chế độ xuất hiện ở dưới cùng màn hình và đã cải thiện bố cục để bạn có thể tập trung chụp ảnh mà không bị vướng cài đặt. Và nếu như điện thoại của bạn chưa nhận được thông báo cập nhật thì hãy vào ngay phần cài đặt máy, cập nhật phần mềm tải về và cài đặt nhé. Và tới đây thì bản tin Hi News của ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi và hy vọng là những thông tin mà mình mang tới sẽ có ích cho các bạn. Và các bạn cũng đừng quên like, share cũng như là subscribe cho kênh Thế Giới Di Động nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye.